nó có giống như cái tủ lạnh đường mì phẩm của em không? Coi thử nó biết là cái gì. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình thử thách cùng Orion. Anh là anh Orion đây. Hôm nay anh sẽ dẫn các bạn đến nhà của hai khách mời rất quen thuộc. Chúng ta hãy đoán xem họ là ai nhé. Đẹp trai. Đẹp trai. Trời ơi anh chị ơi, có quà từ Orion gửi tới mình nè. Gì thế? Trời ơi, quà gửi đây. Trời ơi, là quà hả? Ai có tên, bị lại chắc là coi, bởi ra bởi ra coi. Chưa đâu, gửi cho chị anh chị cái này nữa nè, đọc đi. Cái này nãy giờ đi. Đọc đi rồi biết. Mật thư các bạn ơi. Gì mà có mật thư ở đây? Chào mừng hai bạn đã đến với chương trình thử thách cùng Orion. Thử thách ngày hôm nay chương trình gửi đến hai bạn là thử thách một ngày dính chặt với nhau. Dính chặt với nhau? Là sao ta? Tụi mình chưa đủ chặt nữa các bạn. Để coi, nếu cùng nhau dính chặt và chiến thắng được 4 trò chơi do chương trình đưa ra, hộp quà trung thu từ Orion này sẽ dành tặng cho các bạn. Còn thất bại sẽ phải nhận hình phạt. Có nghĩa là mình phải nhận thử thách thì mình mới được hộp quà này á. Trời ơi, cái hộp quà này anh thấy thiết kế đúng đẹp luôn á em. Và đặc biệt trong hộp quà này có rất là nhiều bánh luôn, em coi nè. Đây là một cái hộp quà có tên là Thu Ngọt Ngào 3. Nó gồm có rất là nhiều loại bánh khác nhau. Nếu mà anh chấp nhận thử thách này thì anh mới được mở hộp quà đó ra và anh mới được ăn cái bánh đó luôn á. Để suy nghĩ coi. Tham gia không ta? Ok các bạn ơi, tụi mình nhận thử thách luôn. Tại vì tụi mình nghĩ là cái thử thách dính chặt nhau này á, mình nghĩ là mình sẽ không thua đó các bạn. Tụi mình quá dính chặt rồi đó các bạn. Đúng rồi, ok, chấp nhận thử thách nha các bạn. Ôi, và bây giờ thì mình sẽ inbox cái hộp quà nha các bạn. Người ta thì thích inbox đồ hiệu này nè các kiểu, nhưng mà mình chỉ thích inbox cái hộp bánh thôi các bạn ạ. Đúng rồi, và đặc biệt nha các bạn biết không, trong nhà mình, ngoài mình và Sunny ra thì có bé gấu rất là thích ăn đồ ăn. Mỗi lần mà mình chỉ cần đụng một vịt bánh thôi là bé gấu có thể chạy lại liền. Thì bây giờ mình test thử cho các bạn xem nha. Trời, inbox ra. Quá ơi kìa các bạn coi kìa, chỉ cần nghe tiếng bịch bánh thôi là nó chạy lại liền. Ở đây có rất là nhiều loại bánh các bạn. Ê xin đi, anh thấy trong cái hộp này có hình như cái lồng đèn nè. Nếu các bạn muốn hộp bánh này thì bên trong nó sẽ có luôn cái lồng đèn cho các bạn đi chơi trung thu luôn. Hay vậy. Lồng đèn giống như bé gấu đi chơi. Gấu, có cái lồng đèn cho con nè gấu. Nè, cho con cái lồng đèn đi chơi trung thu nè. Ồ, có hình con lân luôn nè. Ê, trung thu rất đẹp đi chơi, em rất đẹp đi thắp cầu. Okay. Ở đây mình thấy có rất nhiều loại bánh nhe nè, choco pie nè, có smart nè. Bánh này á gọi là bánh good. Sai, đọc là gute mới đúng. Và có một cái loại bánh mới á, loại bánh mới. Đây là loại bánh mới mà em nghe gọi là gute hạt. Đúng rồi. Nó rất là ngon và nó có rất là nhiều dưỡng chất bên trong này luôn. Rồi bánh sebon nè. Bánh rồi, có cái kẹo vum jelly rồi mấy bạn. Được rồi, đi đây. Ôi, đây cũng có bánh. Ê, đi đây có một cái gì nữa nè. Từ từ để anh lấy nè. Ý Sunny ơi, ở trong tờ giấy này ghi là cả hai bốc thăm để quyết định sẽ dính chặt phần nào lại với nhau khi tham gia trò chơi này. Đó có thể là tay, là chân hoặc là toàn thân. Bốc thăm bằng cách chọn một hộp bánh, bên dưới hộp sẽ có đáp án. À, vậy là bên trong những cái hộp này sẽ dán một cái những bộ phận cơ thể của mình, để khi mình bóc cái hộp đó thì mình sẽ phải dính chặt cái bộ phận đó lại với nhau. Hay là mình chọn choco pie đi anh. Thôi không được em ơi, em nghe tên không? Choco pie là có khi mình bóc cái này là bye bye mình luôn á, là thua cuộc á. Không được. Ủa cái lại lùng vậy? Đúng rồi, tại thằng Vân mà không được đâu. Bánh Marine Boy. Anh nghĩ là không được đâu. Marine Boy là bánh này bên trong có cá nè, có chị biển đâu. Đỡ những cái thử thách liên quan đến nước đồ ướt ép lắm, ghê lắm, không được đâu. Chị thôi mình lựa Ý, hồi nãy em nói là bánh mới đúng không? Đúng rồi, mình lựa hạt. Đi gute hạt. Đúng rồi. Chắc được. Ok, vậy giờ mình chọn chắc. Chọn, chọn nó đi. Yeah. Ok, coi thử nha. Tay mấy bạn. Wow. 1, 2, 3. Wow, bạn ơi, tụi mình đã bị cột tay lại với nhau rồi. Vậy là mình và Sunny sẽ chối chặt để hoàn thành 4 thử thách ngày hôm nay. Mình tin rằng mình sẽ vượt qua cái thử thách này. Các bạn có tin giống mình không? Nếu bạn nào tin, hãy like video clip này và để lại comment bên dưới nha. Và bây giờ thì đi thực hiện thử thách thôi. Let's go. Đi thôi bạn ơi. Tụi mình đang ở bếp và cái thử thách đầu tiên thì tụi mình phải nấu 3 món vòng 30 phút. Thì không biết là nấu món gì, hơn ăn muốn nấu món gì. Anh nghĩ là đơn giản nhất mà bó mình sẽ ăn đó chính là nấu cơm. Giờ em phải lấy tay phải của em lôi bao gạo ra. 1 lon. Nhà mình mỗi lần ăn là 3 lon nha mấy bạn. Đâu, nhà mình mỗi lần ăn là 6-7 lon nữa. Em ơi, mình chỉ có thời gian 30 phút thôi. Ok. Rồi, một tí hồi vô gạo không biết vô sao luôn nè. Rồi, được rồi. Ok. Ôi, có con gì kìa. Con muối, con có gạo á. Em nghĩ là mình làm cái món bánh tráng trộn mấy bạn. Mình nghĩ là cái món bánh tráng trộn đó nó cũng dễ làm mấy bạn. Xong. Rồi, cắm điện vô. Xong, món đầu tiên mấy bạn. À, món thứ hai là món bánh tráng trộn. Thì đầu tiên mình sẽ lấy
thâu trộn bánh tráng của mình ra. Đó là mình sẽ lấy cái bánh tráng. Thì đó, đó chính là nguyên liệu để làm bánh tráng ngày hôm nay. Rồi giờ, anh cầm bánh tráng cho em cắt nha. Đó, trời, đứa tay trái, đứa tay phải. Anh cầm kỳ mới sao mà em cắt được. Trời ơi, tay anh nó vậy mà, kỳ là kỳ chỗ nào. Anh đừng có khoan cái bánh tráng. Không sai cái gì em cắt trời. Anh ngứa, anh ngứa. Lấy tay. Đã ngứa không, đã ngứa không? Có khi nào bực cái tự nhiên có cái màu siro đỏ đỏ chảy xuống không? Bà cắt cắn hồi tí hồi dùng không tại tôi chỗ sới đâu tôi bình tĩnh bình tĩnh đừng 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 ơi đừng bà cắt bánh chén cái ghê quá. Mình đứng cái cơm vào sạch tới ớt mở nắp kìa, nắp ra rồi đúng rồi ui đó sau đó mình sẽ bỏ topping vào các bạn. Đây đây là cái hũ trăm bông của mình rưới vào. À, lấy vào tay anh phải gặp gì em thọc vô rồi đến công đoạn. Mình nếu như mà bánh tráng nó cứng quá thì bạn có thể rưới một ít nước vào với bạn. Trời ơi chế gì mà rưới rước đổ ra ngoài hết trơn. Bình tĩnh chứ. Ui tí đổ. Trời ơi anh này không chịu đứng cao gì hết. Anh vô quá à. Mấy bạn đừng có vô nhanh đuối nha. Vô nhanh đuối đổ quá. Lên mình còn vài phút thôi. Ơi vậy mình còn ít phút thôi mình sẽ làm món gì cho lẹ ta. Trời mới tiếp ra anh nghĩ rồi. Làm mì gói là nhanh nhất. Ok bạn ơi, nó đã hoàn thành rồi các bạn. Tốt xong bạn. Bánh chén trộn. Ôi xong. Giờ em thêm miếng chà bông lên phía trên nữa nó mới đẹp nè. Đây mình sẽ trang trí lên một cái chà bông. Và lát thịt vào. Ngon quá. Nè anh được ăn dụng chưa? Phải ăn dụng hả? Trời món thứ ba 1 phút 30 giây luôn. Đây có sẵn mì tôm nha mọi người. Nhà mình ăn mì tôm ăn cùng 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 vậy đó bạn. Cái này anh này. Em đi ăn cái trái rừng em không ạ? Em cắn rừng em. Em cắt mì tôm em được cắn nó đúng tay anh à. Trời nó nướng rồi nó nướng. Đó chưa. Chú làm đổ tháo quá. Tại em á. Tại anh á. Em không biết khối mà. Đó. Rồi các bạn. Rửa muối lên. Rồi dầu lên. Ờ. Chế dầu vô nha các bạn. Rồi. Ok, bây giờ tụi mình chỉ cần chờ nước sôi và chế vào nữa là tụi mình hoàn thành 3 món các bạn. Đây các bạn ơi, 3 món của tụi mình. Tụi mình đã nấu cái món này trong vòng 18 phút 49 giây các bạn. Wow. Đầu tiên là một chén cơm kim chi mà có thịt ở trên. Tiếp theo là một cái phần bánh tráng trộn. Và tiếp theo là một cái phần mì gói. Trời ơi, 3 món. Đủ 3 món. Vậy là vượt qua thử thách rồi. Ok. Ôi, 1 phút 30 giây quá đơn giản. À. Kì ta. Hồi nãy lúc mà chơi thử dễ lắm mà ta. Sao giờ không vô ta? Ô. Oh, ô. Quá miệng quá à. Hay bây giờ anh đút cho em mà em đút cho anh xin đi. Đây. Ui. Ôi ơi, hai con dê nó dính vô nhau rồi sao đây? Anh đừng có mua anh đi. Ôi em ơi nè. Nè, em đứng thẳng coi nè anh đi. Ui, ui. Đó, đó, đó. Hay là bây giờ anh em mua hai con đó. Anh đi, anh đi. Đó. Trời ơi, anh đi. Thôi, mệt quá. Thôi, mệt quá. Mọi người đã chạy qua được 45 giây. Ô, ô, khó quá vậy. Chơi thêm một vòng nữa để được ăn thêm cái kẹo này, được không em? Thôi đừng có chơi nữa, nãy em bị cái cớ nó cũng mỉa ra em rồi. Mình mỉa ra em rồi, mình vô cái vòng khác để được có nhiều món ngon làm sao? Ờ, cũng hợp lý nha. Ok, qua thử thách tiếp theo thôi mấy bạn ơi. Đó, đọc cái này nè. Khó vậy? Đau quá, đừng có đập tay xuống. Đau tay quá. Đau quá. Đau quá xin ơi. Em nói là anh nhìn lên, anh có nhìn lớn, nó đẹp tay đau quá. Em để tay em lên ăn đi. Để lên thì sẽ được. Sắp được. Rồi, em đèo lên tay anh đi. Rồi. Rồi. Giờ mình làm động tác này trước. Rồi, rồi. Sao nữa? Đồng hồ đi sao đi. Cái đồng hồ người ta đi mất một trời. Trời ơi, đồng hồ mở TikTok luôn rồi kìa. Ui. Đau quá. Đau quá. Ok, làm lại đi. Làm lại nha. 1, 2, 3. Lên. Rồi. Đẩy ngồi xuống. Đẩy ngồi xuống.
Nhanh đi, lẹ lên, mình gần tới hết rồi, mình gần thắng rồi, lẹ lên. Mình phải phối hợp lại với nhau. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, trụ một chân, mở chân ra. Bỏ chân ra. Rồi. Rồi. Cúi người xuống, thả hai cái tay giống như là cánh chim xả cánh bay thật xa nè. Cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Sau khi chơi xong trò này thì mình đã rút ra được một bài học. Đó là làm việc gì thì cũng phải biết lắng nghe, biết phối hợp thì mới ăn ý và hoàn thành được. Phối hợp với đồng đội với các bạn, và đó là điều chính xác. Các bạn nên đừng có làm việc gì một mình, sẽ không bao giờ làm xong các bạn ơi. Yeah, vậy là chúng ta sắp tới cái thử thách cuối cùng và mình sẽ tiến tới cái phần thưởng rất là nhanh luôn các bạn. Chính xác, mình đã hoàn thành 3 trên 4 thử thách rồi. Bắt cô Tê Hà ơi, Chuối và Sunny tới đây. Yeah. Giống như chi tiền kho báo chứ gì. Trời, cái này là trò của mình đúng không mấy bạn? Xong, ra đà. Ủa, bị mất khá là nhiều nha. Em thấy là thấy em nhớ vậy là bị mất một cái lồng đèn. Đúng rồi, đầu tiên là mất cái lồng đèn hồi nãy, lồng đèn lúc sáng mấy gấu hửi đó. Tiếp theo là, em nhớ cái bịch bánh gà bon không? Có hai bịch, một bịch là vị thường, một bịch là vị phô mai. Mất một bịch. Đúng rồi, vị phô mai. Rồi chắc chắn có một thứ bạn, đó là kẹo dẻo, vân treo ly. Đúng rồi, kẹo dẻo này đúng ngon luôn đúng không? Đúng rồi, hồi nãy em đóng rồi, mình mất là ba cái rồi. Bánh cô tê hả? Kế vị trí này nè. Ờ đúng rồi, vậy là bốn cái, vậy là còn một cái nữa. Anh nhớ luôn, bánh custard hồi nãy để ở cái ngăn này. Vậy là giấu nãy giờ tổng cộng là quán trò giấu tới 5 món, bắt mình đi tìm 5 món đó. Nhỏ giờ nhớ luôn. Thôi mà, chỉ nhớ siêu phàm. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm những cái món còn lại như okay. Bạn này bên nào, hay là thầy chúng hồi nãy. Ui, món đầu tiên. Ui, bánh custard. Học cái gì? Hai cái. Nói gì? Ở trên phòng hả? Ok, rồi đi lên phòng. Lên phòng. Thì có kiểu như mình là cái phòng này như cái này là phòng của mình. Không đâu. Ở sau lưng con kỳ lắm nè. Ồ, đúng rồi các bạn. Cái này là bánh cô tê hạt. Vậy là mình tìm được 3 cái rồi. Xa với gấu, ở đâu nữa? Ở đâu? Ê. Cái vấn đề nó cái giống như cái tủ lạnh đựng mì phẩm của em không? Trời, thử nó biết liền vậy. Trời ơi, cái tủ này đựng mì phẩm của mình, đựng được skincare mình đã chém giống anh trong đây. Tại vô băng, vô hộp bánh. Đi thôi mẹ ơi. Nhanh lên. Gần hết giờ. Ok. Đây là thời gian của anh chị. Trời ơi, thời gian của mình nãy giờ chạy hết 4 phút 35 giây. Yes, vậy là mình đã hoàn thành thử thách. Wow. Ok các bạn ơi, vậy phần bài này hoàn toàn thuộc về tụi mình nha. Và bây giờ tụi mình sẽ mở bài thi thôi. Mở cái ăn thôi Sunny ơi, em muốn ăn bánh gì? Em muốn ăn custard. Bên custard bên trong đó nó sẽ có một cái lòng đỏ trứng các bạn, kiểu kem kem rất là ngon luôn á. Ăn trong bên trong có phô mai luôn nè, phải không? Nó béo mày luôn á mọi người. Mình hy vọng là sẽ có cơ hội được chơi với con qua đường. Trời ơi. Xin đây, em thấy cái kẹo dẻo này hình giống gì không? Cái trái đào. Giống cái mông đào á này. Xin đây, đố em á, ăn cái kẹo bùm xeo ly gummy này á, giống như cái gì hồi đó mình ăn không? Ta. Giống như cái kẹo gummy vị đào hồi đó mình ăn á. Nhưng mà có điều á, kẹo gummy vị đào á là được sản xuất từ bên Hàn Quốc. Chính xác. Còn cái kẹo bum jelly gummy vị đào này thì được sản xuất 100% ở Việt Nam. Wow, thì đúng hả? Đúng rồi. Ừ. Để mình sẽ ăn thử hai loại này và review với bạn xem nha. Cô tê hạt. Đây, để mọi người ăn thử nha mọi người. Wow. Ba bì rất là xịn sò nha, kiểu mà nó kiểu mà cầm tay nó sang liền luôn á anh. Hai cái bao bì khác nhau mà. Để xé ra coi thử nha bạn. À, các bạn thấy không, ở trên cái bề mặt cái bánh á mỏng và có từng cái hạt và ăn vào á các bạn sẽ có một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Bên đây các quý bạn, ở đây nó có những cái hạt diêm mặt đỏ nè, hạt kiến mặt, hạt chia đen, hạt mè trắng và hạt mè đen. Thì đố các bạn những cái hạt này tại sao có trên bánh. Thấy cái điểm khác biệt này không? Cái bánh này bình thường á là có đường ở phía trên. Cô tê hạt. Thì nó mỏng nè bạn, nó cực kỳ mỏng luôn, nó giòn nữa. Tại biết sao không? Tại bên đây á là bên trong có những cái loại hạt khác nhau. Đúng và rồi. Nó chứa là protein nè, chất xơ, canxi, kali, sắt. Nói chung là rất là nhiều chất dinh dưỡng. Chính xác, nên ăn rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Và mình là một người sống rất có gu nhưng cô tê hạt. Nên là mình ăn vào rất là lành mạnh và healthy. Hay nhỉ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Và thật sự mà nói cảm ơn anh Orion đã gửi tặng cho mình một cái hộp quà siêu xịn sò như thế này luôn. Đúng rồi các bạn ơi. Và mùa Tết Trung Thu năm nay các bạn cũng đừng có buồn vì được giãn cách này nha. Mình hãy cần dùng cái khoảng thời gian này để mình dành thật là nhiều tình cảm cho gia đình của mình nữa. Chính xác. Và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh Orion World để theo dõi những video thú vị tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye.